Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Một đại đô thị, chúng ta sẽ có những niềm vui tân gia và chúng ta cũng kể cả có những niềm vui của những lương duyên hay tiệc hỉ với một không gian, với một đô thị mà mới bàn giao thôi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một căn mà bên phân khu thời đại được hoàn thiện 5 tầng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái căn này thì là diện tích rộng là 65m², mặt tiền 5m, chiều sâu 13m các bạn nhé. Đây. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là thời đại thì mở bán từ tháng 10 tháng 10 năm 2023 và đến bây giờ thì với chính sách tổ ấm ân vui sức sống trung tâm thì thời đại có chương trình của chủ đầu tư để hút cư dân về tầm độ 200 căn. Thì chúng ta sẽ đi vào đây để chúng ta xem thấy là cái thiết kế tối ưu với một tài sản. Thì căn này thì mình thấy rằng là chủ nhà đi vào cái tính hữu dụng của tài sản, đi vào để làm sao mà vận hành tài sản ngay. Cái cũng hướng tới là gì? Cái thiết kế đây thì là quạt trần các bạn nhé. Và cái thang bộ này, thang bộ để ở giữa. Với không gian thì sau này sẽ bóc kính ra, mình nghĩ cũng khá là hợp lý. Với đây bên này có một cái toilet. Thế và chúng ta sẽ thấy đây ví dụ như là cái đặc biệt là cái khi mà bàn giao thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ này thì có cái sự cải tiến cách tân. Ví dụ chúng ta nhìn đấy, cánh cửa này thì là đã đưa ra một cái không gian rất là thoáng hơn đấy, cửa kính này. Thế còn đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái căn đằng sau ấy, nó rất giống chúng ta. Thế thì đã được cải tạo lại. Thế và bên này thì chủ nhà cũng đang chờ những cái thiết kế, những cái nội thất tùy theo cái sự vận hành của tài sản ngay. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là như tầng 1 thì ý của gia chủ sẽ là tầng 1 là phòng bếp này, đây là bếp này các bạn nhé, bếp này và phòng ăn, bên ngoài là phòng khách. Đấy, thì và đặc biệt cái câu chuyện là chúng ta sẽ có những cái cải tạo này để đưa đến tối ưu cái tài sản, cái giá trị của tài sản. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2 xem nhỉ. Thì căn này không làm thiết kế thi công là không có thang máy các bạn nhé. Đấy. Thế và thời đại thì có hơn 1.000 căn mà bán cũng từ mùng 10 tháng 10. Và đây thì chủ nhà cũng hướng đến làm sao để khi có chính sách của chủ đầu tư chúng ta vận hành được, chúng ta có cái câu chuyện hỗ trợ của chủ đầu tư. Đấy, đem ra đây thì ở giữa này thì chủ nhà đang hướng tới là sẽ có một cái phòng để những cái đồ decor các bạn này. Sau này những cái bức tranh ở đây, tủ ở đây. Đấy, thế thì chúng ta bước chân vào giữa hai phòng thì sẽ có một cái toilet. Tức là bây giờ anh ấy sẽ tách ra mỗi một phòng là có mỗi một tầng sẽ có hai phòng. Đây thì cũng đầu chờ để chờ là mảnh rèm đây. Thế và đây thì các cái đầu chờ sẵn đây, đầu chờ đây. Thế thì ở bên thời đại thì hướng đến một cái đô thị nghỉ dưỡng. Đấy, nên là chúng ta sẽ thấy là cái những cái thiết kế này này có cái kính tràn viền ra. Đấy, thế đâm ra và chúng ta sẽ thấy trong cái lòng nhà của chúng ta rộng hơn. Đấy, kể cả vỉa hè cũng vậy. Đấy, các bạn chú ý, đây là những cái đầu chờ điều hòa các bạn nhé. Thế còn tầng này, thế như vậy là hai tầng anh ấy đều đưa ra một cái là mỗi tầng có một phòng riêng biệt. Đây có thể là phòng này nè, đây nếu là con thì chúng ta để bàn học đó, tầng không gian riêng, một bàn trang điểm. Đấy, cái giường này thì mình nghĩ là cũng có thể là một phòng ngủ master được đây. Thế còn bên này thì là sẽ có hai cửa sổ bạn nhé. Đấy, thì câu chuyện chúng ta sẽ thấy là mỗi cái thiết kế nó sẽ đem lại một cái tối ưu riêng với một gia chủ và mục đích sử dụng tài sản của gia chủ. Thế ví dụ là tầng 2 thì chúng ta sẽ có hai phòng. Bây giờ chúng ta lên tầng 3 thì anh cũng thiết kế như vậy. Ở giữa này chúng ta sẽ có một cái đồ decor sau này để những bức tranh hoặc những tủ giày hoặc những đồ phục sinh hoạt chung. Đấy, thế còn đây thì cũng thiết kế theo cái hướng là chờ. Đây có một cái toilet này, phòng độc lập riêng này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy đây thì đây cái không gian của chính cái căn của chúng ta nó giống như bên này. Đấy, thì bạn nhìn này thì như vậy thì các cái thiết kế không gian thì mình nghĩ là để làm sao tối ưu thì như vậy tầng 3, tầng 4 là 23 là đều hai phòng độc lập nha các bạn nhé, hai phòng độc lập. Đấy, nếu như cái này chúng ta có các con nhỏ từng phòng này thì không gian này hoặc chị em thì cũng có thể để một, hoặc là chúng ta kinh doanh homestay thì chúng ta cũng khai thác rất là tối ưu. Đấy, khai thác cực kỳ tối ưu. Đấy, mỗi một phòng
bây giờ được khoảng 600 chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ có những câu chuyện ở đây, nó có sự độc lập về các phòng. Đấy, bên trên này. Ở bên trên này thì anh ấy đang hướng tới là gì? Anh ấy để nếu như đây sẽ một cái phòng riêng độc lập. Một số nhà bây giờ thì có thể là phòng làm việc, phòng gym hay phòng sinh hoạt chung. Đấy thì hiện tại thì mình đang thấy là cái không gian này anh em bố trí là nếu như gia đình sinh hoạt thì các cái phòng đã đủ rồi, thì trên này đang vẫn là một cái phòng riêng, phòng này có thể là phòng sinh hoạt chung đấy, phòng làm việc hay là phòng tập gym hay là, thì đấy chúng ta tùy cái nhu cầu thôi. Nhưng mình nghĩ cái để cái đầu chờ này, để cái không gian này cũng là hết sức là để cái sự tối ưu trong tài sản. Sau này nó khác, chúng ta cũng thể là các thành viên trong gia đình lớn lên hay là những cái sinh hoạt tùy từng cái mục đích sử dụng, thì mình thấy đang là để chờ cũng khá là hợp lý. Thế còn cái thang này thì mình đánh giá là ví dụ như thiết kế này nhỏ lại và hai bên kính này, thì riêng cái mặt kính này nó sẽ tạo cho chúng ta xuyên được nhìn xuyên thì cũng cảm giác không gian rất là rộng. Căn này là 65m² bạn nhé. Đấy, đây. Thế bây giờ cái không gian bên trên này thì các bạn chú ý là riêng với phân khu thời đại nhá, thì ở mái này đến như thế mình đã quay ấy, nó rất là cao. Đấy, bởi vậy là bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái không gian này làm sao nó tối ưu. Làm sao là tối ưu thì đây, các bạn sẽ thấy đây thì chúng ta sẽ có cái ban công này để chúng ta để trồng hoa hay những cái câu chuyện là ngồi ngắm. Thì đây chúng ta ngắm sang hàng xóm của chúng ta đây, vừa có một cái đám cưới đấy, các bạn sẽ thấy đây. Đấy, vừa đã có niềm vui ở nơi đây rồi đấy, đất lành chim đậu. Ở đây chúng ta sẽ vào đây đấy. Thế thì vẫn tôn chỉ đúng cái không gian sống của cái thiết kế của bên kia đấy, của chủ nguyên bản của chủ đầu tư nhá, chúng ta sẽ thấy đúng như vậy nhá. Thế bên cạnh đó nữa thì chúng ta như này này, khi nhận nhà bạn sẽ thấy mái này rất là cao rồi. Thì hiện tại thì mình thấy rằng là anh ấy có kiến trúc sư đưa giải pháp thứ nhất là có thể phòng thờ ở đây bên trên không gian này nữa, chúng ta cũng có một không gian riêng kho. Thế và ở đây đặc biệt ở chỗ đoạn này nữa thì mình thấy là giải pháp của kiến trúc sư cũng khá là hợp lý với đặc thù à. Thì đây bạn sẽ thấy đây sẽ có một không gian này, thì chắc là chúng ta sẽ để đồ phơi máy giặt ở đây đấy, đồ phơi máy giặt ở đây đấy, cũng có nhiều câu chuyện ở đây đấy. Và đặc biệt cái không gian bàn giao như thế này thì chúng ta sẽ thấy là một cái sự tối ưu trong không gian đấy. Điều quan trọng nhất là ở đây thì nếu các bạn follow kênh của mình thì các bạn cũng sẽ gặp kiến trúc sư là anh Hưng. Trước đây anh mình cũng đã có những cái thước phim video chia sẻ hai anh em, thì anh cũng là một người gắn bó với Vin rất là lâu rồi, thế nên là những cái giải pháp chính là những cái căn và xây trong công năng của chủ nhà, biện pháp giải pháp kiến trúc. Thế thì cũng rất là cảm ơn anh em và cảm ơn gia chủ đã cho mình quay những thước phim đầu tiên đối với những căn mà mình nghĩ là cái hoàn thiện tối ưu. Và cũng xin chúc mừng gia chủ, chúc mừng cái quý cộng đồng, quý cư dân ở bên Ocean Park 3. Chúng ta có những cái sản phẩm bất động sản mà chúng ta đưa vào cái khai thác tối ưu trong công năng, và chúng ta cũng một cái cộng đồng thật sự là tuyệt vời tại nơi đây. Ở trên không gian này thì mình nghĩ cũng có nhiều cái câu chuyện của sự sáng tác. Chúng ta đặt cái bàn thờ tùy theo cái hướng, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có một cái mái này. Đấy, thì căn này thì không ý tưởng không làm thang bộ. Đấy, và như vậy chúng ta sẽ thấy là để vận hành một tài sản thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn tối ưu trong các cái thành viên trong gia đình. Và bên cạnh nữa thì chúng ta cũng có thể chuyển đổi mục đích công năng. Ví dụ như căn này mà chúng ta làm homestay cũng khá là hợp lý. Đấy, thì cái chuyển đổi, cái điều quan trọng nhất của trong kiến trúc ở những đại đô thị này thì mình nghĩ là cũng có những nhà mà các bác về đơn lập song lập chắc chắn là các bác thích rằng là cái kiến trúc khác, cái quyền uy gia chủ. Nhưng cũng có những người mà thích đưa tài sản vào vận hành thì chúng ta sẽ thích là cái câu chuyện là tầng 1, tầng 2 cho thuê 3, 4 năm ở. Thì cái điều đấy là một điều mà mình nghĩ rằng là hết sức là ở ngay ở những công tác thiết kế. Đây những cái chỉ hơn 1 năm thôi các bạn sẽ nhìn thấy đây, những hàng cây luôn luôn xanh mướt và lộc lá lộc đã được. Đặc biệt bây giờ chúng ta sẽ nhìn đặc biệt nếu như phân tích ở dưới này này, cái vỉa hè nữa để chúng ta có cái để trên chiếc xe và cái tối ưu trong công năng của trong từng phân khu, thì các bạn sẽ thấy là thời đại này hoặc sao biển này hoặc là san hô có những cái nét riêng mà rất là hay khi mà chúng ta mua
thì chúng ta sẽ được mình sẽ phân tích tư vấn là bạn lựa chọn khu vực nào, cái tối ưu về đường phố hay không gian hay cảnh quan, và đặc biệt là chúng ta sẽ được gặp gỡ những người kiến trúc sư mà đem lại cho chúng ta những cái giá trị tối ưu về tài sản. Thì rất là cảm ơn anh kiến trúc sư gia chủ đã cho mình quay video này để lan tỏa. Mọi người cần tư vấn kiến trúc hay là lựa chọn những cơ hội đầu tư tài sản tại nơi đây thì hãy inbox cho mình. Thật ra hôm nay cũng có một cái là chủ đầu tư đã tăng giá rồi, tăng giá các cái phân khu như Thời Đại ở Vịnh Thiên Đường đấy, và chúng ta sẽ thấy rằng là với Vin thì các hạ tầng tiện ích ngày càng được tăng lên, gia tăng, và bên cạnh đó là những cái chuyện về các cái bậc tăng giá đấy, thì chúng ta chỉ có câu chuyện là nắm giữ tài sản ở những thời điểm, lựa chọn thời điểm, vị trí, và cái thứ hai nữa là chúng ta sớm đưa cái câu chuyện của tài sản của chúng ta vào vận hành để tối ưu cái dòng tiền. Ở căn này thì bây giờ hiện tại thì bên Ocean Park 3 thì mới có 200 căn thôi. Còn mình hy vọng rằng là chủ đầu tư sẽ đưa những cái bài toán giải pháp để có những cái chính sách kích cầu cư dân về ở. Thì chúng ta mua rồi, chúng ta cần kiến trúc hay chúng ta cần những cái giải pháp về tài sản để có một khi mà giá trị tài sản được gia tăng thì chúng ta cũng có những câu chuyện thì chúng ta đã vận hành tài sản rồi. Hoặc xây rồi thì cũng có nhiều cái phân khúc của tài sản của nhà đầu tư, thì rất hy vọng là chúng ta có những cái giải pháp kiến trúc để chúng ta đưa vào tài sản vận hành. Và tiếp theo nữa là nếu như có những thương vụ đầu tư của những khách hàng người ta cần cái nhu cầu mà đã có cái thiết kế kiến trúc tối ưu thì họ sẽ tìm cái những cái thương vụ đầu tư, thì mọi người cứ qua đây mà tìm kiếm cơ hội đầu tư thì hãy inbox cho mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.